Hiện tại là tháng 4 năm 2021 thì hôm nay Sự sẽ báo giá cũng như là cập nhật tất cả những cái khuyến mại của những cái dòng xe mang thương hiệu đến từ GAC. Mến chào toàn thể quý khách hàng, rất vui khi mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của ô tô An Sương. Mình là Sự, là đại diện bán hàng tại ô tô An Sương. Và cái sản phẩm đầu tiên mà Sự muốn gửi tới cho quý khách hàng đó chính là dòng xe van GAC 11 khối, thùng hàng dài tới 3m1. Hiện tại giá xe là 675 triệu đồng và đặc biệt hơn, nhà máy khuyến mại cực kỳ khủng lên tới 25 triệu đồng. Giá xe còn lại là 650 triệu đồng. Và bên cạnh đó là dòng xe van GAC 14 khối, thùng hàng dài lên tới 3m7. Sẽ có hai loại, một loại là đời 2023, giá xe là 720 triệu đồng, và đời 2024, giá xe là 730 triệu đồng. Vâng, và cái sản phẩm tiếp theo đó chính là dòng xe van GAC Sobol. Đây có thể nói là cái dòng xe van GAC cực kỳ đẹp luôn nha quý khách hàng. Và cái phân khúc của cái dòng xe này là nằm ở tầm trung thôi. Thùng hàng đối với cái dòng xe van GAC 3 chỗ này nó chỉ 2m6 thôi. Thế thì thùng lên tới 7,8 khối. Thì giá cả của cái dòng xe van GAC Sobol 3 chỗ ngồi này hiện tại là 560 triệu đồng. Và ngoài ra đối với phiên bản dòng xe van GAC Sobol này có cả phiên bản là 6 chỗ ngồi nha quý khách hàng. Giá xe van GAC 6 chỗ ngồi là 670 triệu đồng. Vâng, và cái sản phẩm tiếp theo mà chúng muốn báo giá cho quý khách hàng đó chính là dòng xe GAC 20 chỗ ngồi. Giá xe hiện tại là 920 triệu đồng. Và ngoài ra GAC còn có thêm hai phiên bản xe khách khác, đó chính là dòng xe khách 16 chỗ, giá xe còn lại là 795 triệu đồng. Bên cạnh đó chúng đã nói rồi, có thêm một cái dòng xe khách 17 chỗ nữa, thì giá xe hiện tại đối với cái dòng xe khách 17 chỗ là 780 triệu đồng. Hiện tại đối với nhà máy GAC đã sản xuất ra cái dòng xe tải nha quý khách hàng. Nhà máy GAC có một phiên bản xe tải là thùng dài lên tới 4m2, tải là 1.9 tấn. Và giá cả hiện tại là 550 triệu đồng. Đặc biệt hơn, đối với cái dòng xe tải này thì đang được khuyến mại lên tới 10 triệu đồng. Giá xe còn lại là 540 triệu đồng. Vâng, vừa rồi Sự đã báo giá tất cả các dòng xe mang thương hiệu đến từ GAC. Thì khách hàng nào mà thấy hay thì hãy cho Sự xin một lượt like, một lượt share. Và Sự cảm ơn khách hàng đã theo dõi video của Sự. Cần hỗ trợ lái thử xe, tư vấn chi tiết về xe cũng như là tư vấn về ngân hàng thì hãy đến tại ô tô An Sương để Sự sẽ tư vấn kỹ nhất cho khách hàng. Xin cảm ơn khách hàng và xin chào, hẹn gặp lại.